Tin Yangon Myanmar, Đức Hồng Y tổng giám mục Yangon kêu gọi đương đầu với nạn diệt chủng môi sinh. Khi suy tư về một vài đoạn trong thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha và tình hình của Myanmar, Đức Hồng Y đã tuyên bố, đây là lúc phải hành động, cần cùng nhau cấp thiết đương đầu với cuộc diệt chủng môi sinh. Sự thanh lặng và bất động của chúng ta có thể là một thỏa hiệp ngầm đồng lõa. Đức Hồng Y viết Thế giới đã chứng kiến nhiều cuộc diệt chủng trong lịch sử. Cuộc diệt chủng cuối cùng là vụ nổ bom nguyên tử bên Nhật Bản. Giờ đây, có các báo động đầu tiên về một cuộc diệt chủng môi sinh. Tôi tuyên bố dựa trên các dữ kiện của Ngân hàng Quốc tế và các học viện khoa học liên quan tới hiện tượng hâm nóng trái đất. Vào năm 2050, sẽ có 150 triệu người tuyệt vọng vì thiếu một ly nước để uống. Nhiều vùng rộng lớn của Á Châu và Phi Châu sẽ thấy việc hâm nóng toàn cầu tới mức khải huyền, làm nảy sinh ra các cuộc chiến vì nước, vì lương thực. Các người nghèo sẽ là nạn nhân chính. Cuộc sống của các chế độ dân chủ sẽ lâm nguy vì chiến tranh giành các nguồn nước giữa các quốc gia và qua các châu lục. Sẽ có hàng triệu người di cư vì môi sinh. Chúng ta đã nghe thấy các dự kiến này, nhưng kiểu sống phung phí của các nước giàu vẫn không thay đổi. Các nước giàu có chỉ chiếm 6% dân số toàn cầu, nhưng sản xuất tới 30% than khí gây ra hiện tượng hâm nóng trái đất. Myanmar là quốc gia đứng hàng thứ hai trong danh sách các nước dễ bị thương tổn nhất vì hiện tượng hâm nóng toàn cầu và phải đương đầu với các trận bão táp, động đất, lụt lội. Trong 10 năm qua, chúng ta đã phải chôn cất 200.000 nạn nhân của các tai ương thiên nhiên. Rất nhiều người là rất nghèo, Chúng ta là nạn nhân của hiện tượng hâm nóng toàn cầu. Một ít người trên thế giới này quyết định ai được sống, ai phải chết. Cuộc tấn kích chống lại các nước nghèo này từ phía các nước giàu là một khủng bố, là một cuộc diệt chủng và là một tội phạm chống lại nhân loại. Ngài còn khẳng định, Giáo hội là người giữ gìn phẩm giá con người, Giáo hội là một cộng đoàn nói thay cho những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất, nói lên sự thật là mất lòng